Bên sang thi xin chào tất cả quý anh em yêu cây. Chúc quý anh em một ngày cuối tuần có nhiều niềm vui cùng với gia đình. Thì vẫn là khung giờ bản thuộc, bên sang thi tiếp tục giới thiệu về bonsai. Tất cả những chủng loại cây đều là những dòng khai thác và những dòng như là gan, hải châu, trà phúc kiến, trách dây, trách nghệ, sơn liễu vân vân. Thì hôm nay giới thiệu đến tất cả anh em là ba chủng loại cây, một là gan tu hú, trà phúc kiến và hải châu. Thì cây số 1 hôm nay giới thiệu đến quý anh em là một cây gan tu hú dáng đổ hàng mini. Cây gan tu hú dáng đổ hàng mini, đây là cây cây mini bằng trà quý anh em. Cây được cũng được vào một cái chậu đất nung hàng Trung Quốc thì khá là đẹp. Cây và chậu tương đối khá là hợp với nhau. Thì kính mời quý anh em xem tổng thể cây. Xíu nữa bên sàn thì sẽ đo và thông số cho quý anh em tham khảo thêm. Một cây gan tu hú. Thì hoa và trái cây gan thì bên sàn thì cũng đã giới thiệu nhiều. Thì ở đầu cuốn video thì bên sàn thì có chèn thêm hoa và trái. Thì kính mời quý anh em ta xem ở đầu cuốn video. Một cây gan tu hú dáng là đổ, cây có lụa. Rồi, bọn sàn thi đo một vài thông số quý anh em xem, quý anh em tham khảo nha. Rồi, bọn sàn thi đo cái hoành thân. Hoành thân tại cái vị trí đo nó là 20. 20. Tại vị trí này là 20. Còn cái thân đo tại vị trí đây thì nó là 9. Cây có chiều cao tính từ sàn thi đo như là cây đổ, thật ra nó rất là khó đo quý anh em. Sàn thi cái đo như thế này đi, từ đỉnh chậu tới tới vị trí này là 40 nha. Đo từ tâm chậu quý anh em, từ tâm chậu đến hết tán là cũng 40 luôn nha. Còn cái chiều ngang như thế này thì nó tầm khoảng còn 28 nha, tính từ tán của phía đây qua phía đây, phía bên này tổng tán là khoảng 28 nha. 28. Cây được vào một cái chậu lục giác hàng Trung Quốc rất là đẹp nha quý anh em, là kích thước 25. Lục giác thì 20, lục giác 21 nha, 21 chiều cao là 25. Một cái cây gan tu hú, cây này thì nó có một cái phần lũa với nè, có một phần lũa từ đây qua đây. Cây hàng hàng rừng thì chúng ta có lũa nha, ta có lũa chơi mới đẹp nha quý anh em. Chỉ cần cây phát triển cực kỳ sung, rất là ok nha quý anh em. Bên sàn thi cũng đã làm lại vô chậu tất cả mọi thứ chỉnh chu để cho lưu quý anh em về chúng ta dỡ chơi nha. Rồi, bên sàn thi quay một vòng nữa báo giá giao lưu của anh em luôn. Một cây gan tu hú dáng đổ, rất là đẹp. Gan tu hú dáng đổ. Rồi, cây này bên sàn thi giao lưu với quý anh em giá là 1.1 triệu. Bên sàn thi bao ship 1.1 triệu, bao ship cho quý anh em nha. Rồi, tiếp theo kính giới thiệu với anh em một chủng loại cây quen thuộc. Một cây trà phúc kiến, một cái cây một cốt trực lắc, cây đang cho hoa trái quý anh em, cây đang cho hoa cái. Cây này một cốt chén trực lắc và cái bộ đế rất là đẹp nha, bộ đế rất đẹp. Xíu nữa chị quay cận cảnh cho quý anh em tham khảo thêm. Một cây trà phúc kiến thì dòng này thì cảm ơn quý anh em phía canh bắc ủng hộ anh sang thì rất là nhiều. Cây hàng cũng khá là chỉnh chu và chỉ cần nha, tương đối rất là già rồi. Cây này người ta chơi hoa trái rồi, cây đang có trái. Thì cây này có cái bộ đế rất là đẹp, cây có bộ đế rất là đẹp quý anh em. Rồi, bên sàn thì đo thông số cho quý anh em tham khảo nha. Cây đo cái hoành, tổng hoành đế quý anh em, tổng hoành đế là 50 nha, 50. Cái hoành thân tại vị trí này nó là 26. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên tới đỉnh ngọn là khoảng 53. Phủ tán thì tầm khoảng 48 với nè, 48.
Chậu này là chậu lục giác, kích thước là 28 và chiều cao chậu là 16. Rồi, mời quý anh em xem thêm cái phần đế của cây. Cây phải nói là cái bộ đế rất là đẹp. Đây. À, cái đế này nó có những cái gân luôn quý anh em, cái rễ này phát triển rễ đây mà lên nó cái gân luôn. Rất là già. Đây, để trải đều, trải ra rất là đẹp quý anh em. Cây bộ đế rất là ok nha. Đó, cây dầm nghi khai thác mà chúng ta tìm được những cái bộ rễ như thế này, những cái bộ đế này thế này gọi là đẹp nha quý anh em. Gọi là đẹp nha. Cây đang cho trái. À, trái rất là ok, rất là đẹp, rất là nhiều. Đây trái lắc đác quá luôn, đầy cả chín cả cây nha. Anh em quý một số trái là chín nè. Đây cho tiếp tục cho hoa, tiếp tục cho hoa trái. À, tất cả kín cây. Ở đây, quý anh em. Và tiếp tục cho hoa này. Dòng trà thì nó rất là dễ chơi, rất là dễ chăm sóc. Thì phía anh em phía Tân Bắc là rất là thích hợp với khí hậu ở phía anh em ở phía Canh Bắc, rất là trái lắc đắc kiểu kín cả cây nha. Một số trái đã chín nè, rụng luôn nè. Một cái cây trà phúc kiến chỉ cần này rất là ok rồi. Cái cây này lá đang già của anh em, lá đang già cho nên là cái cây nó thưa lá. Thì những cái cây dòng khai thác thì cái mùa này là cái mùa rụng lá và chúng ta cho hoa quả. Mùa đeo là mùa hè, rụng lá cho hoa quả. Rồi kính mời quý anh em xem thêm tổng thể cây một lần nữa bên sang thì báo giá giao lưu luôn. Một cây trà phúc kiến một cốt, cây trực lắc rất là đẹp. Rất là ok nha quý anh em. Rồi kính giao lưu quý anh em, một cây trà phúc kiến một cốt dáng trực. Cây tương đối rất là ok. Kính giao lưu quý anh em, giá là 1.400.000 bên sang thì bao ship. Rồi 1.400.000 bên sàn thì bao ship cho quý anh em nha. Rồi tiếp theo cây số 3 trong quý vị hôm nay, vẫn là dòng cây quen thuộc, một cây Hải Châu Mini. Hàng này là hàng bàn trà, Hải Châu Mini hàng bàn trà cho quý anh em chơi. Cây cũng khá là ok rồi. Cây này 3 thân, một cốt, liền bệ. Giá cả rất là hữu nghị cho quý anh em ta có cây người chơi nha. Một cây Hải Châu, cây Hải Châu mini hàng bàn trà, cây này liền bệ, một cốt liền bệ, cây khá là ok nha. Cây này đo tổng quanh của anh em tổng quanh là 25 nha. Đó, thì cái cốt phía bên này thì nó là kích thước 17 với anh em 17, còn cái thân nhỏ phía bên đây là kích thước là 8 nha. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu khoảng 25, tán thì tầm khoảng 25, chậu lục giác kích thước là 19, cao chậu là 14.5. Một cái cây Hải Châu dòng lá nhỏ, cây hàng mini bằng trà. Kính giao lưu của anh em giá cả rất hữu nghị cho quý anh em chơi. Hàng này quý anh em chơi ở ban công, quý anh em có không gian hạn hẹp ở nhà phố. Cây này là liền cốt nha, một bệ bên đây. Từ cây chính, cốt chính này, cái này là cốt phụ và nó nứt cây từ rễ lên nè, là một cốt. Đấy. Lá dòng lá cũng rất là đẹp rồi, lá rất là ok nha, tất cả đều là dòng lá nhỏ. Một cây Hải Châu hàng mini bằng trà, kính giao lưu với anh em. Rồi báo giá giao lưu với anh em, mà cây Hải Châu này thì mọi sàn thì giao lưu với anh em giá là 550k bao ship. 550k bằng sàn thì bao ship cho quý anh em luôn nha. Rồi một cây Hải Châu cây số 3 trong video hôm nay giao lưu quý anh em giá 550k bao ship. Rồi tiếp theo một cây Hải Châu, cây này đang cho hoa và trái. Cây này thì cái cuối clip trong ngày hôm nay kính giao lưu quý anh em một cây Hải Châu đang cho hoa. Trái Hải Châu, hoa trái Hải Châu thì rất là đẹp rồi, hoa rất là thơm và thơm rất là dịu. Nó dịu hơn là cái hoa nguyệt quế nha quý anh em, nó dịu hơn là cái hoa của mai châu thủy. Đặc biệt là nó tỏa cái hương vào buổi chiều, nó rất là nhẹ nhàng, cái hương nó rất là nhẹ, không có ghét như cái dòng nguyệt quế. Trái của Hải Châu thì cực kỳ đẹp rồi, cái dòng này rất là nổi tiếng trong mấy năm gần đây thì quý anh em chúng ta cũng đã rõ rồi. Một cái cây Hải Châu một cốt, một bệ ba thân,
một bệ ba thân, cây đang cho hoa và trái. Cây này hàng cũng hàng bonsai mini thôi, một người bê tương đối nặng nặng tay một xíu thôi anh em. Rồi cây có tổng hoành, cây có tổng hoành là 30, cái hoành thân lớn bên đây là nó là cấp 20, thân nhỏ thì kích thước khoảng là 80 anh em, 8. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên tới đỉnh ngọn là tầm 38 nha. Phủ tán thì khoảng 38 luôn quý anh em. Chậu này là chậu lục giác, kích thước là 29 và chiều cao là 15. Quý anh em cố gắng ta xem video kỹ nha, và chúng ta nắm rõ thông số nha quý anh em. Cây thì đang cho hoa, đây là dòng lá nhỏ, dòng siêu hoa siêu thái. Đang cho hoa lác đác rất là nhiều. Thì phía bên đây thì nó cũng đã có một số trái đã đậu trái rồi quý anh em. Trái bắt đầu đã chớm đậu rồi nè. Đây là trái vừa đậu nha quý anh em. Đấy. Hoa. Sáng nay nở hoa, rất là đẹp. Đây quý anh em. Hàng này bonsai chúng ta để chơi bằng trà nha. Rất ok nha quý anh em. Đấy. Dòng lá cực kỳ đẹp. Cái mầm hoa này. Nó là nó nứt, khi mà nó nứt ra thì nó để ra hoa quý anh em. Có một thân nhỏ xíu lên đây nó nứt ra là nó để ra hoa rồi. Đây là dòng siêu siêu trái siêu hoa. Rất là ok. Tán chi cành thì cũng được xử lý làm kỹ. Thì tất cả những cây trường thi giao lưu của anh em đều là làm kỹ về chi cành, để với anh em về chúng ta có cây chúng ta chơi được liền. Rất là cố gắng trong xử lý về chi cành cho tất cả với anh em. Anh em có thể chúng ta sẽ không có thời gian, không thời gian để xử lý. Rồi kính giao lưu với anh em một cây Hải Châu, cây số 4 trong video hôm nay. Kính giao lưu với anh em giá là 1.1 triệu bên sàn thi bao ship. Rồi mà 1.1 triệu bên sàn thi bao ship. Kính mời với anh em đón xem video phát lúc 11 giờ và lúc 19 giờ mỗi ngày. Ủng hộ và quan tâm kênh nào thì ủng hộ bên sàn thi. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ video cho nhiều người cùng xem. Rồi cảm ơn tất cả quý anh em, chúc quý anh em cuối tuần có nhiều niềm vui. Rồi xin cảm ơn và xin chào.